Được rồi, em xin chào tất cả các bác yêu audio nhé. Hôm nay em giới thiệu các bác một con âm ly Musical Fidelity. Con này model là A1. Con này chạy Class A. Con này thì nó cũng khá là nổi tiếng một thời mà các bác như vậy. Đấy, ấm ấm này nghe mới sướng. Nói chung là có nhiều người rất thích dòng A1 này vì nó chạy Class A, tiếng của nó khá là sáng, ok. Ở ngoài như vậy mà giá tiền so với cả chất âm của con này mang lại thì em nghĩ là khá là ok, giá rẻ vài triệu. Không biết như nào phân tích các bạn như nào, thôi em test luôn để cho các bạn nghe thử. Bác nào mà muốn xem thêm ảnh thì em để trên Zalo và trên Facebook nhé. Về ngoại hình con này quên mất. Nói chung là nó cũng rất là đẹp đúng không các bạn? Chỉ bị một chút cái xước xước ở chỗ này thôi, còn lại cơ bản là mọi thứ là rất đẹp. Nguyên zin vào các bạn nhé, bao nguyên zin cho các bạn. Rồi, nghe thử nhá. Sáng ok đấy, ba giải nó cũng đều, nó có một chút ngọt ngào chậm rãi,
và cái độ lẩy của cái thằng bán dẫn thì nó vẫn còn, nghe cũng khá là ok. Nói chung là cái mức tiền bỏ ra đầu tư để mua con musical này về đánh thì khá là, em nghĩ khá là hời. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.